Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay, ngày 11 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định. Trong chương trình tối ngày hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hội nhà báo tỉnh tổng kết chỉ thị 37 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 9 về tiếp tục nâng cao vai trò chất lượng hoạt động của Hội nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới. Chiều nay 11 tháng 10, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trao đổi đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019 và chúc mừng các doanh nghiệp doanh nhân nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Nam Định, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh cùng lãnh đạo của 500 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong nội dung đối thoại, lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp lắng nghe những kiến nghị thắc mắc của các doanh nghiệp. Thay mặt các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh kiến nghị chính phủ và các bộ ngành những vấn đề liên quan đến chính sách tín dụng, quy định luật đầu tư, luật đất đai, các quy định về hồ sơ thuê đất, biện pháp để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn tỉnh. Ngoài ra, đại diện các doanh nghiệp cũng kiến nghị với lãnh đạo tỉnh cần điều chỉnh quy hoạch, hỗ trợ giải quyết vướng mắc về giải phóng mặt bằng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp đầu tư, vấn đề nợ đọng kinh phí xây dựng cơ bản và các vấn đề liên quan đến quyền lợi chế độ của công nhân làm việc tại các doanh nghiệp. Lắng nghe và tiếp thu trả lời ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương những nỗ lực của cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp tỉnh trong thời gian qua, đồng thời cam kết tỉnh sẽ kiến nghị với chính phủ và các bộ ngành trung ương những đề xuất của doanh nghiệp. Tỉnh sẽ thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại, lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, chỉ đạo các sở ngành và địa phương tiếp thu ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp và có biện pháp giải quyết trong thời gian sớm nhất. Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, chỉ đạo các sở ngành và địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục về đăng ký đất đai, kinh doanh, hải quan, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất. Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, từng bước xây dựng nền công vụ hiện đại, minh bạch, công khai, kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, công chức gây phiền hà, sách nhiễu doanh nghiệp. Nhân kỷ niệm 15 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chúc các doanh nghiệp doanh nhân trên địa bàn tỉnh tiếp tục gặt hái thành công, góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Mặc dù gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, tổ chức cán bộ và thách thức bởi mạng xã hội bùng nổ thông tin, nhưng trong 15 năm qua, Hội Nhà báo tỉnh Nam Định luôn khẳng định được vai trò là tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp của những người làm báo, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng xu thế phát triển của báo chí hiện đại. Đây là khẳng định của đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị 37 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 9 về tiếp tục nâng cao vai trò chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới. Dự hội nghị có đồng chí Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Thực hiện chỉ thị 37 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 9, 15 năm qua, Hội Nhà báo tỉnh luôn nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, qua đó vai trò chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh được nâng lên. Tính từ năm 2005 đến nay, hội đã kết nạp được 54 hội viên mới, đưa tổng số hội viên nhà báo toàn tỉnh hiện nay lên 127 hội viên. Bên cạnh mặt đạt được, Hội Nhà báo tỉnh đang phải đối mặt với nhiều khó khăn về công tác tổ chức, cán bộ chủ chốt chưa được kiện toàn kịp thời. Đội ngũ cán bộ giàu năng lực nhiệt huyết nhưng lại làm công tác kiêm nhiệm, điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn. Ngoài ra, hội còn đối mặt với thách thức bởi sự bùng nổ của mạng xã hội, tác động không nhỏ đến số lượng khán thính giả và độc giả của các cơ quan báo chí. Để phát huy hơn nữa và khẳng định vai trò của tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp của những người làm báo, thời gian tới Hội Nhà báo tỉnh sẽ chuẩn bị tốt các điều kiện để tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức đại hội Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Tăng cường giáo dục rèn luyện đạo đức nghề nghiệp của những người làm báo, đa dạng hóa các hình thức giáo dục bồi dưỡng về nhận thức chính trị xã hội, về đạo đức nghề nghiệp và kiến thức pháp luật cho cán bộ hội viên nhà báo. Quán triệt đầy đủ các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chủ trương pháp luật của nhà nước về hoạt động báo chí gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Chống diễn biến suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ, giữ vững định hướng chính trị tư tưởng, tôn chỉ mục đích, đối tượng phục vụ và nêu cao tinh thần báo chí cách mạng.
phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong phản biện xã hội, bác bỏ những thông tin quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, chi bộ điện lực Vụ Bản vận dụng linh hoạt công tác Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh. Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo chỉ đạo, định hướng của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, thực hiện định hướng chỉ đạo của Đảng bộ Công ty Điện lực tỉnh Nam Định, chi bộ điện lực Vụ Bản đã đổi mới hình thức hoạt động, gắn công tác Đảng với công tác chuyên môn một cách toàn diện từ quá trình quản lý vận hành lưới điện và hoạt động sản xuất kinh doanh, không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng cung ứng điện, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt sản xuất của nhân dân, đảm bảo quá trình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Vụ Bản. Đối với công tác xây dựng Đảng, chi bộ Đảng điện lực Vụ Bản đặc biệt quan tâm chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật cho đội ngũ cán bộ đảng viên và người lao động, đẩy mạnh công tác xây dựng phát triển đảng viên ở đơn vị. Điện lực Vụ Bản hiện có 64 cán bộ công nhân lao động thì có tới 30 đảng viên. Các vị trí chủ chốt trong đơn vị đều là đảng viên và tất cả các tổ đội quản lý vận hành lưới điện đều có đảng viên. Thực hiện công tác đảng một cách toàn diện, không dàn trải hình thức mà thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Chi bộ Đảng Điện lực Vụ Bản không ngừng đổi mới hình thức hoạt động, tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm quy chế tập trung dân chủ, phát huy tối đa vai trò của người đứng đầu, vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên trong các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả, năng suất, chất lượng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Hàng tháng thì sinh hoạt chi bộ thường xuyên và lấy ý kiến của tập thể, và qua những cái buổi sinh hoạt thì đã đưa ra những cái biện pháp và xử lý áp dụng trong cái chỉ đạo sản xuất kinh doanh của điện lực. Chất lượng và trong các buổi sinh hoạt thì đều là gắn trách nhiệm của từng đồng chí đảng viên vào công việc hàng ngày. Thế từ đó là nó cũng tạo được một cái động lực để cho anh em để phấn đấu làm sao mà thực hiện được hoàn thành nhiệm vụ của công ty giao. Và từ đó thì chúng tôi sẽ bám sát vào những cái việc mà chỉ đạo các nghị quyết của đảng bộ công ty cũng như là nghị quyết của từng tháng mà chi bộ đặt ra, lồng ghép luôn vào trong cái chỉ đạo của đảng và các buổi giao ban thì hàng tuần. Qua những cái phong trào sản xuất và đẩy mạnh trong cái công tác sản xuất kinh doanh ấy thì cũng dựa vào các đảng viên, những các đồng chí ở dưới đội, thì qua cái thực tế trong vừa qua ấy thì là điện lực cũng đã hoàn thành được các cái chỉ tiêu như công ty giao. Thực hiện hiệu quả công tác đảng, chi bộ Đảng Điện lực Vụ Bản đã đảm bảo toàn diện tất cả các nhiệm vụ của Đảng bộ Công ty Điện lực Nam Định giao về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, công tác kỹ thuật, công tác quản lý vận hành và an toàn lao động. Tính đến nay, Điện lực Vụ Bản đã và đang quản lý vận hành hiệu quả 11 lộ đường dây trung áp với 4 lộ 35 kV và 7 lộ 22 kV, gồm 208,49 km đường dây, 298 trạm biến áp, đảm bảo cung ứng điện ổn định an toàn cho trên 48.000 khách hàng sử dụng điện. 9 tháng năm 2019, điện thương phẩm tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2018, đạt 25,426 triệu kWh, tăng 11,64%. Giá bán điện bình quân lũy kê đến tháng 9 năm 2019 thực hiện là 1.721,3 đồng 1 kWh, cao hơn cùng kỳ năm 2018 là 110,28 đồng 1 kWh và cao hơn chỉ tiêu công ty giao năm 2019 là 9,22 đồng 1 kWh. Tỷ lệ tổn thất điện năng toàn điện lực đảm bảo theo kế hoạch giao của công ty điện lực tỉnh. Để đảm bảo đủ lượng điện năng, chất lượng điện năng đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của khách hàng, nhân dân, nhất là trong các đợt cao điểm vào mùa hè, Điện lực Vụ Bản cũng thực hiện hiệu quả việc sửa chữa và xử lý các điểm có nguy cơ sự cố ở tất cả các lộ đường dây trạm biến áp. Về mặt nhiệm vụ được giao thì với tư cách là trưởng phòng và đảng viên cũng là chi ủy viên, thì đối với từng công việc cụ thể mình không nói chung chung mà mình nói cụ thể hóa từng công việc. Thứ nhất là tôi nói về vấn đề công việc mà giao nhiệm vụ thì mình thực hiện giao nhiệm vụ nhưng mình phải thực hiện làm cùng với anh em, thì cái đấy là cái mà cái gương mẫu. Cái thứ hai nữa là về vấn đề mà thực hiện nhiệm vụ các cái chỉ tiêu giao thì mình phải cụ thể hóa và phải nắm bắt được cái tâm tư nguyện vọng của đối với từng anh em trong đơn vị, cũng như là cái việc mà giao nhiệm vụ cho anh em trong phòng, thì có cái việc đó thì mình phát huy được cái cao, được cái hiệu quả. Thì về mặt cơ bản thì đây là một bản về cái vai trò lãnh đạo chỉ đạo cũng như là thực hiện các nhiệm vụ được giao thì hiện tại thời điểm này là làm rất tốt.
thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, chất lượng công tác đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ đảng điện lực Vụ Bản đã từng bước nâng cao, năng lực quản trị, khả năng vận hành lưới điện, chất lượng sản xuất kinh doanh đáp ứng ngày càng cao về chất lượng dịch vụ cung ứng điện. Trên địa bàn tỉnh có khoảng 8.550 doanh nghiệp đăng ký hoạt động. Câu lạc bộ nữ doanh nhân khu công nghiệp Hòa Xá góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Hiện tổng số doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh khoảng 8.550 doanh nghiệp, cùng với đó là 712 chi nhánh văn phòng đại diện với tổng số vốn đăng ký trên 65.000 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành địa phương tiếp tục đổi mới tác phong, lề lối làm việc theo hướng chuyên nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư gắn với việc cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, thu hút các dự án quy mô lớn phù hợp với tiềm năng và lợi thế của tỉnh. Các sở ngành địa phương đã tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, giảm thủ tục, thời gian, chi phí cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, thường xuyên cập nhật, rà soát để đơn giản hóa và bãi bỏ các thủ tục không phù hợp. Cơ chế một cửa liên thông được triển khai tích cực. Cổng dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp các thủ tục ở mức độ 3-4. Các quy định, kế hoạch, cơ chế chính sách được cập nhật công khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của các sở ngành. Đẩy mạnh công tác quy hoạch giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu như các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, phát triển khu đô thị, dịch vụ, du lịch. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2019 đến nay đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 622 doanh nghiệp và 55 chi nhánh văn phòng đại diện với tổng số vốn đăng ký trên 5,4 nghìn tỷ đồng, đồng thời có 172 doanh nghiệp đã khôi phục hoạt động trở lại. Sau hơn 8 năm thành lập, Câu lạc bộ Nữ Doanh nhân Khu Công nghiệp Hòa Xá không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò là tổ chức tập hợp đa dạng nhằm thúc đẩy hỗ trợ, tạo điều kiện cho các nữ doanh nhân hoạt động có hiệu quả thiết thực, đáp ứng xu thế hội nhập, tăng cường tình đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, chia sẻ kiến thức kinh nghiệm về văn hóa xã hội, điều hành sản xuất kinh doanh và các vấn đề về gia đình, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Câu lạc bộ Nữ Doanh nhân Khu Công nghiệp Hòa Xá hiện có 25 thành viên, bao gồm các nữ chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc các doanh nghiệp đang đầu tư sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp Hòa Xá. Trong đó tập trung ở các ngành nghề sợi, dệt may, cơ khí, chế biến thực phẩm, dịch vụ thương mại. Trong 8 năm, bình quân mỗi năm giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp do thành viên câu lạc bộ quản lý điều hành đạt hơn 600 tỷ đồng, chiếm gần 40% giá trị sản xuất công nghiệp khu công nghiệp. Giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt gần 60 triệu đô la Mỹ, chiếm 52% tổng giá trị xuất khẩu của khu công nghiệp. Tính đến tháng 10 năm 2019, các doanh nghiệp này đang sử dụng 10.000 lao động, chiếm gần 40% tổng số lao động trong khu công nghiệp. Đặc thù của cái nghề của chúng tôi là nghề sản xuất ra cái kéo sợi len. Thế trong 10 tháng vừa qua thì giữa cái tình hình mà nền kinh tế nó bị ảnh hưởng về hai nền kinh tế lớn nhất của thế giới, đó là Trung Quốc và Mỹ, thì cái khó khăn chúng tôi cũng nằm trong cái phạm trù khó khăn đấy, không thể tránh khỏi được. Thế nhưng mà bằng mọi cách, bằng mọi nguồn lực và bằng mọi ý chí quyết tâm thì cả nhà máy cũng như anh em tập thể công ty Len Thủy Bình đã quyết tâm vượt qua những cái ngưỡng khó khăn này. Thế thì chắc là về từ giờ nay đến cuối năm sang đến quý 4 thì nhà máy sẽ có những cái sản phẩm mới để làm sao mà đưa ra thị trường một cách sớm nhất. Câu lạc bộ Nữ Doanh nhân Khu Công nghiệp Hòa Xá hoạt động tự nguyện nhưng hàng tháng đều duy trì lịch sinh hoạt đều đặn. Chị em tổ chức gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ với nhau những thông tin mới về thị trường, kinh nghiệm quản lý cũng như các tiến bộ khoa học công nghệ, giúp cho các doanh nghiệp chủ động nghiên cứu, ứng dụng kịp thời vào sản xuất kinh doanh. Mặc dù kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động, thị trường trong nước và xuất khẩu đều gặp nhiều khó khăn, nhưng chị em thành viên trong câu lạc bộ vẫn tìm được hướng đi phù hợp, duy trì ổn định sản xuất. Hỗ trợ những cái thủ tục hành chính đối với lại tỉnh mình trong thời gian qua, mà nhất là trong cái năm 2019 gần đây, thì tôi thấy là cái thủ tục hành chính đối với lại tất cả các doanh nghiệp và nói chung và doanh nghiệp tôi nói riêng, thì tôi thấy là được cái sự hỗ trợ của tất cả các cấp lãnh đạo từ tỉnh cho đến thành phố và các địa phương, các phường xã, thì tôi thấy cái thủ tục nó đã rút ngắn lại và đã được tạo điều kiện cho các doanh nghiệp rất là nhiều. Câu lạc bộ Nữ Doanh nhân không chỉ là nơi tập hợp chứng tỏ bản lĩnh của những người phụ nữ giỏi về điều hành và quản lý kinh tế, mà đó còn là nơi hội tụ những tấm lòng nhân ái. Qua 8 năm thành lập,
câu lạc bộ đã đồng hành cùng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tổ chức thăm hỏi tặng quà cho hơn 1.000 gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở các xã Mỹ Xá, Lộc Hòa, thành phố Nam Định và Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc, đã có nhiều đóng góp cho việc xây dựng các khu công nghiệp của tỉnh. Tặng quà cho học sinh ở Trung tâm dạy nghề cho trẻ khuyết tật tỉnh và Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh, mỗi đơn vị từ 20 đến 30 triệu đồng. Tấm lòng tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của các nữ doanh nhân không chỉ để lại dấu ấn tốt đẹp đối với xã hội, cộng đồng, mà còn cho thấy bản lĩnh của các nữ doanh nhân năng động, sáng tạo trong kinh doanh. Cái định hướng của chúng tôi là hiện tại chúng tôi đang ở phạm vi rất nhỏ, phạm vi hơi nhỏ. Nhưng chúng tôi đã có bàn và đến thống nhất là chúng tôi sẽ lan tỏa để mở rộng thêm, để chị em hội ngày càng rộng hơn, để có cái hoạt động nó rộng hơn và lan tỏa, và ta có một cái hỗ trợ trong cái việc kinh doanh cho nhiều các doanh nghiệp. Có chị em là nữ, đấy, các chị em là nữ thì các chị em sẽ cũng như đó, vào đó thì cũng thực hiện được những cái mà cái trong sản xuất kinh doanh. Đấy, rồi là cái tăng thêm cái phần thu nhập cho công nhân, và cũng là cái phần mà để mà giúp cho cái phần thu để đi thực hiện được cái mà đi ủng hộ của từ các doanh nghiệp để làm cái việc thiện nguyện cho xã hội bây giờ. Sự ra đời và trưởng thành của câu lạc bộ nữ doanh nhân khu công nghiệp Hòa Xá đã thực sự xây dựng được một mái ấm động viên các nữ doanh nhân phát huy được tiềm năng, thế mạnh, phẩm chất truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm xã hội của các nữ doanh nhân đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng, đáp ứng với những yêu cầu ngày càng cao của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế của tỉnh. Hội thảo chuyên đề kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh. 9 tháng đầu năm 2019, tỉnh ta đã ghi nhận 144 trường hợp bị sốt xuất huyết. Chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh vừa tổ chức hội thảo chuyên đề kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh với sự tham gia của các đại biểu đại diện cho trên 20 đơn vị, phòng ban và tổ chức đoàn thể có liên quan. Theo báo cáo của Chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh, tính đến tháng 6 năm 2019, Nam Định có tỷ lệ mất cân bằng giới tính là 115 bé trai so với 100 bé gái, là một trong những tỉnh có tỷ lệ mất cân bằng giới tính cao của cả nước. Bởi vậy, một trong những mục tiêu cho công tác dân số thời gian tới của tỉnh là giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh về mức sinh học bình thường, tức là khoảng 110 bé trai trên 100 bé gái. Xác định đây là mục tiêu khó thực hiện, các đại biểu tham gia hội thảo đã tập trung bàn thảo các giải pháp nhằm kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh thời gian tới, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, xây dựng các chính sách khuyến khích hỗ trợ các gia đình sinh con một bề, nâng cao hiệu lực thi hành pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi, xây dựng và thực hiện các chuẩn mực xã hội bảo đảm sự bình đẳng giới, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi. Trong 9 tháng đầu năm 2019, tỉnh ta đã ghi nhận 144 trường hợp bị sốt xuất huyết ở 70 xã của 10 huyện thành phố. Mặc dù tại tỉnh ta tỷ lệ bệnh nhân mắc sốt xuất huyết chưa cao, nhưng nguy cơ dịch sốt xuất huyết vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chính vì vậy, nâng cao nhận thức cho người dân trong phòng dịch là việc làm cần thiết và quan trọng. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đến đầu tháng 9 năm 2019 đã thu dung 66 ca bệnh sốt xuất huyết, trong đó chỉ có 23 ca nội địa là các bệnh nhân ở huyện Nam Trực, Giao Thủy và thành phố Nam Định. Còn lại đều là bệnh nhân mang bệnh từ các tỉnh, thành phố khác, chủ yếu là Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Đến nay, cơ bản các trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết đều được điều trị kịp thời, chưa xảy ra trường hợp tử vong nào. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, từ đầu năm đến nay đã phát hiện 4 ổ dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Nam Định là các khu vực thuộc phường Trần Đăng Ninh, phường Trần Thế Sương, phường Lộc Hòa và gần nhất là phường Vị Xuyên. Ngay khi phát hiện các ổ dịch sốt xuất huyết, Trung tâm Y tế thành phố đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức phun thuốc diệt muỗi và vệ sinh môi trường toàn khu vực để ngăn dịch lây lan tái phát trở lại. Hiện dịch sốt xuất huyết tại tỉnh vẫn đang trong phạm vi khống chế của ngành y tế. Tuy nhiên, nguy cơ dịch sốt xuất huyết tại tỉnh ta vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu người dân còn lơ là, không quan tâm đến công tác phòng chống dịch. Để phòng chống dịch sốt xuất huyết, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trong ngành tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm, xử lý triệt để các ổ dịch và những trường hợp nghi ngờ mắc sốt xuất huyết. Vận động hướng dẫn người dân đậy kín các dụng cụ chứa nước, không cho muỗi và đẻ trứng, các biện pháp diệt muỗi và phòng tránh muỗi đốt. Các cơ sở khám chữa bệnh cần theo dõi cụ thể các trường hợp đến khám nghi ngờ sốt xuất huyết,
tránh lây nhiễm chéo, tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, vệ sinh môi trường, phun thuốc diệt muỗi, phòng muỗi đốt cho người bệnh và người nhà người bệnh. Hội Nông dân và Hội Khuyến học tỉnh ký kết chương trình phối hợp khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2019-2023. Tòa án Nhân dân thành phố Nam Định xét xử hai vụ án trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy. Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam thăm và tặng quà cho hội viên Hội Người cao tuổi huyện Ý Yên. Nhằm phát huy khả năng và thế mạnh của hai đơn vị trong việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Hội Nông dân tỉnh và Hội Khuyến học tỉnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2019-2023. Tại lễ ký kết, Hội Nông dân tỉnh và Hội Khuyến học tỉnh đã thảo luận và thống nhất phối hợp 6 nội dung chủ yếu, gồm đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập, phong trào học tập suốt đời cho cán bộ nông dân, vận động nông dân tích cực học tập dưới nhiều hình thức, phương thức và phương tiện khác nhau, xây dựng kế hoạch học tập bồi dưỡng, vận động các tổ chức doanh nghiệp cá nhân ủng hộ các dòng họ xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài để tài trợ cho học bổng khuyến học, kiến nghị đề xuất cơ chế chính sách trong học tập, học nghề, nghiên cứu cho cán bộ nông dân, biểu dương khen thưởng những tập thể cá nhân tiêu biểu về học tập suốt đời, làm kinh tế giỏi. Hội Nông dân tỉnh phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội trong tổ chức thực hiện cơ chế chính sách của Nhà nước về khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Hội Khuyến học tỉnh phối hợp vận động các nguồn lực hỗ trợ công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đối với các hộ nông dân. Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác của nhân dân, răn đe thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật đối với các loại tội phạm, Tòa án Nhân dân thành phố Nam Định xét xử hai vụ án về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy đối với các bị cáo Phạm Văn Thành và Nguyễn Văn Giang. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Nam Định, bị cáo Phạm Văn Thành, sinh năm 1989, cư trú ở xóm Trung, xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, lợi dụng đêm đường vắng người qua lại đã 4 lần trộm cắp, chiếm đoạt 20 sợi dây trung tính cáp đồng tại 13 trạm biến áp trên địa bàn thành phố Nam Định. Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 12 tháng 7 năm 2019, Thành tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp dây trung tính ở trạm biến áp đường Bái thì bị cán bộ công ty điện lực Nam Định phát hiện, báo cho tổ công tác của đội cảnh sát hình sự công an thành phố Nam Định bắt giữ. Bị cáo Nguyễn Văn Giang, sinh năm 1980, cư trú ở số 39A Đông Mạc, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định, điều khiển xe máy biển kiểm soát 18S74558 đi từ nhà đến khu vực đường Ngô Tất Tố, phường Lộc Hạ, gặp một nam thanh niên tên Sơn không rõ lai lịch địa chỉ. Giang đưa cho Sơn 230.000 đồng nhờ mua hai gói ma túy. Khi Sơn điều khiển xe máy đến khu vực trước cửa nhà số 8/24 Đông Mạc, phường Lộc Hạ thì bị tổ công tác công an phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định phát hiện bắt giữ. Tại phiên tòa, trước lời khai nhận tội của các bị cáo và chứng cứ phạm tội, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Thành 2 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, bị cáo Nguyễn Văn Giang 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Nhân tháng hành động vì người cao tuổi, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đã đi thăm và tặng quà cho hội viên Hội Người cao tuổi huyện Ý Yên. Cùng đi có đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh và lãnh đạo huyện Ý Yên. Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đã trao tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho hội viên Hội Người cao tuổi huyện Ý Yên. Hội Người cao tuổi huyện Ý Yên hiện có hơn 39.000 hội viên sinh hoạt tại 416 chi hội. Thời gian qua, hội viên Hội Người cao tuổi trên địa bàn luôn phát huy phong trào tuổi cao gương sáng, được con cháu trong gia đình kính trọng, có kinh nghiệm và uy tín cao trong cộng đồng dân cư, luôn gương mẫu đi đầu, vận động người dân thực hiện tốt các phong trào của địa phương. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Toàn bộ nội dung của chương trình, quý vị và các bạn có thể theo dõi lại trên địa chỉ website namdinhtv.vn. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại!